Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Phạm Thức Audio ngày 20 tháng 12 năm 2021 xin giới thiệu đến quý vị các bạn là bên em có cập bến được hai chiếc súp. Một chiếc súp là Yamaha, mã của nó là 150. Một con súp mà quá quen thuộc với quý vị các bạn rồi. Và một số anh em chơi audio thì đã từng trải qua con súp này thì đều biết được là chất âm của nó như thế nào. Đấy, đây không phải là hở hay là gì cả mà em chưa đóng chặt, để em muốn mở ra đằng trước ra để cho anh em xem cấu tạo loa của nó thôi. Đấy. Đấy. Đây. Nó được thiết kế với hai quả bát 20. Hai quả bát 22 cm đây. Hàng mã 150, 160 thì đều hầu như 100% đều sản xuất tại nước thứ ba, đó là Malaysia và Indo. Đấy. SVK 150. Đây là đây là phần gần này, đây là phần mũi loa này, vẫn còn nguyên bụi của bát. Đây là lỗ thông hơi hắt về đằng trước. Đấy. Hiện tại bây giờ em đang bật đấy, không biết bác nào có đang nghe thấy không? Các chắc các bác phải cắm tai phone và mới biết được là. Có súp này bên em về nó cũng có một cái hay nữa là như này, góc cạnh thùng rất đẹp rồi, bác nhìn thấy chưa? Là riêng của súp này thì nó là dòng đa cầu điện này, nó sử dụng từ điện 100V đến 220V. Hiện tại bây giờ em đang cắm điện 220V thì em xoay ở chế độ 220V. Có súp này về mới chỉ được có một chiếc thôi nhá, Yamaha, điện từ 100 đến 240V và con này là sản xuất tại Made in Malaysia. Đây là các cổng tín hiệu vào của nó và tín hiệu ra. Đây là tín hiệu vào này. Còn đây là tín hiệu cũng vào nhưng vào AV. Đây là phần auto tắt bật. Auto có nghĩa là mình gạt sang auto này. Khi không có tín hiệu này thì một lúc nó tự tắt điện, nó tự tắt, tự ngắt. Còn nếu như mà mình gạt sang cái chế độ này, up, thì có nghĩa là khi mình hết tín hiệu nó cũng không tự ngắt. Còn đây là chuyển kênh này, pha cốt này. Pha cốt là chuyển kênh từ bên trái sang bên phải anh em nhé. Đấy, có nghĩa là nó đánh trước hoặc đánh sau đi một tí để nó trùng với cái loa lời của mình ở đằng trước. Có súp này thì được thiết kế đây, với chiều rộng của nó rơi khoảng chừng tầm 40cm và chiều cao của nó thì chắc khoảng chừng tầm 60. Đấy, và chiều bề ngang của nó thì đây, bề ngang của nó là 27-28cm. Cân nặng của con này thì khá nặng rồi, em cũng quên mất thông số của nó, chưa tra thông số trước khi nói chuyện với kêu của bạn. Rồi, đây bắt đầu em sẽ tháo quả bát ra và quay sơ qua ruột gan cho quý vị các bạn xem nhé. Vâng, và đây là tháo, sau khi tháo một quả bát ra thì đây là lòng mề bên trong một quả bát này, Yamaha này. Đấy. Và củ bát thì được sản xuất tại Singapore. Thùng loa thì lại Made in Malaysia. Đấy, nó sự kết hợp của nhau. Yamaha nó đặt nhà máy tại mấy nước, gồm có đầu tiên là Indo, Malaysia, Sing và sau đó là Trung Quốc. Đấy. Việt Nam thì chưa thể đặt. Và mỗi một thứ thì nó được sản xuất tại một nơi khác nhau, nên là củ bát của nó có thể là Philippines hoặc Indo. Thì pin em hơi yếu nên không quay được vào bên trong, đang dưới 15% pin nên không quay được flash bên trong, vì mạch của nó thì rất đẹp rồi. Đây, đợi em một tí em sẽ có cách. Thôi thì tìm mãi không thấy cái đèn pin đâu, thấy cái bật lửa ở đây thì bật cho anh em xem này. Đấy, đây là phần bên trong ruột gan của nó. Điện thoại thì dưới 10% pin nên nó không cho mình bật flash. Đấy. Đấy, hắn bật lửa soi cho quý vị các bạn xem luôn. Đấy, như kiểu là đèn ngày xưa ấy, bật đèn lên để soi bắt đấy. Đấy, đây là CT của máy này, Yamaha này, 150 này, đấy, mã đuôi cuối của nó đấy. Đây là vỉ công suất bên trong của nó và đây là bên cạnh, đây là bông tiêu âm nhá. Đấy. Và phần dưới này là phần nguồn này. Đấy. Rồi. Lập lờ thế thôi. Rồi, Phạm Thức Audio xin phép thông báo giá cho quý vị các bạn là quả súp này này. Bên em xin phép được bán với giá là 4.8 triệu nhá. 4.8 triệu cho quả súp Yamaha, mã của nó là 150. Đảm bảo cho quý vị các bạn là máy zin toàn tập. Cái thứ hai là đã soi bằng bật lửa để cho các bác ngắm ruột mè, lòng mè của nó bên trong rồi. Phạm Thức Audio xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Mai em sẽ tháo con này và quay video sau. Mỗi video một cái thôi. Rồi, súp này chỉ có một chiếc nhé, anh em nhanh tay vào hộ nhé.
À quên, nếu anh em mình mua hàng mà cần ship COD thì sản phẩm này bên em sẽ ship COD và các bác sẽ phải đặt cọc trước cho bên em là 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu trở lên em sẽ ship COD cho quý vị các bạn.